hai loại cây đơn giản giúp các bạn trị đau xương khớp ngay tại nhà. Cây thứ nhất chính là cây lá lốt. Cây lá lốt này dân gian chúng ta thường hay lấy cây lá lốt này khoảng 30g, cắt nhỏ ra xong rồi đun nước, ngâm chân. Nhưng mà nếu mà thêm một loại cây nữa vào thì cái hiệu quả sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Đó là cây ngũ gia bì gai, cũng lấy khoảng độ 30g, chúng ta thái nhỏ ra, kết hợp với lá lốt 30g, đun lên đầy nước, ngâm chân. Nếu như chúng ta đau khớp tay, chúng ta có thể ngâm tay bàn tay của chúng ta vào. Nên ngâm sâu một chút để cái dược liệu có thể ngấm vào qua da và ngấm vào cái xương khớp của chúng ta, giúp cho chúng ta giảm đau xương khớp rất hiệu quả. Nếu ai đang bị đau xương khớp thì nhớ hai loại cây này. Và đừng quên theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.